Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Nhân dân. Chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức Cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã giải quyết triệt để những băn khoăn, bế tắc của cách mạng Việt Nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giai đoạn này tuy diễn ra quyết liệt, song cuối cùng đều bị thất bại. Vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, ra đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1920, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin đã soi rọi cho Nguyễn Ái Quốc. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì trước hết phải có đảng cách mệnh. Từ nhận thức đó, Nguyễn Ái Quốc ra sức chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản đã quyết định thống nhất 3 tổ chức: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái hội nghị đó thì mới có 2 tổ chức tham dự họp thôi, còn cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thì chưa cử được đại biểu ra kịp, ra dự hội nghị được kịp, cho nên là đến sau đến 24 tháng 2 năm 1930 thì mới kết nạp cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản. Từ đây, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo nên nguồn lực cách mạng vô cùng to lớn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, giành những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển, chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững. Vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Gắn bó máu thịt với nhân dân kể từ khi ra đời, Đảng luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối. Sự nghiệp lãnh đạo của Đảng là vì dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Thực tiễn 94 năm qua đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, Đảng ta đều phát huy được sức mạnh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục lập nên những kỳ tích, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: Trong suốt chặng đường 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sáng suốt đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn và lãnh đạo dân tộc Việt Nam anh hùng giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975. Bước sang giai đoạn mới của cuộc cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trải qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh vững mạnh,
đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Là người đồng chí, anh em thân thiết, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 94 năm qua. Và coi đây là những bài học quý báu, nguồn cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của Lào. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu và thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt thời gian qua. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng Nhân dân Campuchia hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhân dịp này, Đảng Nhân dân Campuchia chúc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong việc phát triển đất nước để hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Thưa quý vị, Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng. Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14. Đây cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, 1/1/2004, 1/1/2024. Với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng phát triển, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt toàn diện việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả cho thấy 18 trên 18 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng của tỉnh, đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của cả nước. Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định tặng huy hiệu Đảng cho 107 đảng viên, trong đó tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 35 đảng viên, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 38 đảng viên, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên và truy tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. Tối qua ngày 2 tháng 2, tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương năm 2024 diễn ra tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và chúc Tết các kiều bào. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Gửi lời chúc Tết kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương 2024, bà con kiều bào về đón Tết cổ truyền Giáp Thìn tại quê hương cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sau gần 50 năm thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo khó, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên của 70 tổ chức trên thế giới. Những thành tựu ấy có được là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên cơ sở sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực tự cường vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc trong trái tim, tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, dù ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng đồng bào luôn phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, gắn bó với gia đình và đất nước. Kiều bào đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Để tiếp tục hiện thực hóa khát vọng vươn cao trên trường quốc tế, Đảng, Nhà nước Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, sản xuất, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, tham gia góp ý chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi kiều bào tiếp tục đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc vào mục tiêu đi tới của dân tộc, cùng chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, để đất nước vững vàng phát triển, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Sáng nay ngày 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, ban chỉ đạo 850, chủ trì hội nghị lần thứ 2 của ban chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan trung ương. Sau 6 tháng triển khai từ khi nghị quyết số 98 có hiệu lực, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc khẩn trương, toàn diện của bộ máy các cấp, các ngành của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương, các bộ và thành phố đang tích cực tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai thực hiện đề án, nhiệm vụ lớn theo tiến độ, trong đó tập trung hoàn thiện đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Các kết quả trên nhằm tạo cơ sở pháp lý để thành phố triển khai, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được giao tại nghị quyết số 98. Bên cạnh đó vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng tiến độ ban chỉ đạo 850 giao. Các bộ, cơ quan tư tưởng chưa thông, tiếp cận chưa đúng. Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo về tình hình thực hiện các cơ chế chính sách tại nghị quyết số 98, các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ liên quan, như tình hình xây dựng nghị định của Chính phủ, quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo đề án phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam, tình hình xây dựng nghị định của Chính phủ về hướng dẫn, bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và phường. Tình hình xây dựng nghị định của Chính phủ về nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày truyền thống về sự năng động, sáng tạo, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, không gian phát triển lớn, được cả nước và đối tác quốc tế kỳ vọng, nhưng khung pháp lý, cơ chế chính sách còn hạn hẹp so với vị thế. Do đó cần một số cơ chế chính sách đặc thù riêng cho thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan về quy định lãi vay, phân cấp quản lý nhà nước, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đầu tư xây dựng hạ tầng tuyến đường sắt đô thị. Về trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức chuẩn nghèo theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước trong các dự án hợp tác công tư vướng mắc quy định tại khoản 2 điều 89 luật đầu tư công, giao tín chỉ carbon và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, các đơn vị suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, cần phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc, tồn đọng trong triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 850 trong 6 tháng qua để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa những thủ tục không cần thiết, phát huy hiệu quả cao nhất cơ chế chính sách, nghị quyết số 98. Các bộ, cơ quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ, kịp thời, tích cực thảo luận, trao đổi đề xuất phương án cụ thể, rõ ràng, ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn, khả năng xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái tập trung tổng thể, trọng tâm, trọng điểm để tháo gỡ vướng mắc khó khăn, ban hành quy định khả thi trong triển khai thực hiện. Trước đó, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương, dâng hoa, thăm hỏi, chúc Tết gia đình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Dâng hương Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ kính trọng với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tài năng, đạo đức của các nhà lãnh đạo tiền bối là tấm gương để mọi người noi theo, hết lòng phục sự Tổ quốc và nhân dân. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, để bảo đảm tiến độ thi công theo đúng kế hoạch, hầu như các dự án giao thông trọng điểm đều sẽ làm việc xuyên Tết Nguyên đán.
dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, dự án giao thông trọng điểm ngay khu vực cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tất bật thi công xuyên Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Dự án có 5 gói thầu xây lắp chính, đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 30%. Riêng hạng mục hầm chui, đoạn đầu tuyến tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, tiến độ đạt hơn 50%. Sắp tới, các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lắp đặt cầu tạm, thi công hầm kính, hoàn thiện đường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu dự án hoàn thành thông xe vào tháng 12 năm nay để tạo sự thông thoáng cho khu vực cửa ngõ sân bay và bảo đảm kết nối đồng bộ với nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.